Kính mời quý vị cùng cập nhật tin tức thời sự tối nay, những tin tức đáng chú ý. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương và đoàn công tác đã đi kiểm tra khảo sát thực tế và làm việc tại nhà máy đóng tàu Dung Quất. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có thêm một huyện, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 14 xã nông thôn mới nâng cao. Huyện Bình Sơn, địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi phát động chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người hưởng bảo trợ xã hội. Trung tâm y tế huyện Sơn Hà, cơ sở y tế miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, được trao danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương và đoàn công tác đã đi kiểm tra khảo sát thực tế và làm việc tại nhà máy đóng tàu Dung Quất. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát nhà máy đóng tàu Dung Quất. Do những khó khăn từ thời Vinasin, liên tục nhiều năm qua nhà máy chìm trong thua lỗ, nợ lương. Một số hạng mục nhà xưởng của nhà máy đóng tàu xuống cấp trầm trọng. Từ khi được điều chuyển nguyên trạng từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2010 đến nay, hoạt động kinh doanh của nhà máy đóng tàu Dung Quất có cải thiện, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa xóa bỏ được khoản lỗ lũy kế lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tại thời điểm bàn giao, nhà máy đóng tàu Dung Quất đã mất cân đối về tài chính. Qua kiểm toán vào giữa năm 2010, nhà máy này lỗ 3.800 tỷ đồng và tổng nợ phải trả là 7.440 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cấp bổ sung 1.915 tỷ đồng vốn điều lệ, hỗ trợ gần 3.500 tỷ đồng để trả nợ các ngân hàng và chỉ đạo tái cấu trúc toàn diện. Về cơ bản, nếu không phải gánh chịu các khoản chi phí từ trước khi bàn giao, thì kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy đóng tàu Dung Quất bù đắp được chi phí hoạt động. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành và cơ quan liên quan thảo luận, phân tích 3 phương án đối với nhà máy đóng tàu Dung Quất trong thời gian tới. Phương án 1 là chuyển đổi sở hữu nhà máy đóng tàu Dung Quất thông qua định giá, bán đấu giá tài sản, công nợ theo đề án 1468 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phương án 2 là phá sản nhà máy đóng tàu Dung Quất theo quy định của pháp luật. Phương án 3 là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu nhà máy đóng tàu Dung Quất. Tham gia ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chia sẻ khó khăn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tiếp nhận tồn tại của nhà máy đóng tàu Dung Quất để tham mưu Chính phủ xử lý và chia sẻ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nhận nhà máy đóng tàu lúc mất cân đối tài chính. Quan điểm của tỉnh Quảng Ngãi là mong muốn Chính phủ và các bộ ngành trung ương giải quyết rút ráo đối với nhà máy đóng tàu càng sớm càng tốt, theo hướng tái cơ cấu lại nhà máy đóng tàu Dung Quất hoạt động trở lại. Mong muốn của Quảng Ngãi là làm sao là giải quyết cái DQF càng sớm càng tốt và duy trì hoạt động của DQF theo hình thức là tái cơ cấu, vì cái nhân tố con người là cực kỳ quan trọng. Chúng ta giải quyết, nếu như mà nó giải quyết cho nó an toàn thì theo hướng là sử dụng cái phương pháp nào mà nó dễ nhất, nó an toàn cho mình nhất là phá sản. Như hồi nãy các đồng chí báo cáo đó thì cái đó khỏi phải làm nữa rồi, nhưng mà chúng ta giải quyết là có tình có lý, có trước có sau và theo hướng là nhân văn, đặt cái con người lao động ở đây là lên hàng đầu. Chứ còn nếu như chúng ta giải quyết mà phá sản thì khó khăn phải bàn, thì tôi đề nghị thế này, tức là với cái trách nhiệm là chính quyền địa phương, nếu có những vấn đề gì liên quan đến quá trình giải quyết đối với DQF mà theo hướng tái cơ cấu lại thì Quảng Ngãi sẽ thực hiện theo cái chỉ đạo của Chính phủ. Liên quan đến trách nhiệm của địa phương, Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để DQF tiếp tục hoạt động. Và thứ hai nữa là mong rằng cái việc mà khai thác cái tài nguyên đất đai, đặc biệt là cái vị trí tại cái cảng khu vực cảng Dung Quất rất có giá trị đối với phát triển kinh tế biển, mà nếu như giải quyết chứ không tiếp tục DQF tiếp tục là thực hiện trở lại thì là cũng là một trong những cái việc triển khai thực hiện cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng và chương trình hành động của Chính phủ theo nghị quyết 168 về phát triển đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Và Quảng Ngãi cũng đang xây dựng cái định hướng chiến lược là đẩy mạnh phát triển công nghiệp nặng, trong đó có công nghiệp đóng tàu, và vị trí vai trò của Quảng Ngãi là khai thác tối đa cái lợi thế về cảng nước sâu. Cho nên mong rằng Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ theo cái đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn và PVN, nhưng cũng cần phải có cái đề xuất là phương án hết sức cụ thể Vì chúng ta cứ bám vào cái đề án 1468 mà chúng ta nói là không ưu tiên cho phương án tái cơ cấu thì cũng không nên. Vì đề án đó phê duyệt năm 2017 đến nay qua 6 năm rồi không thực hiện được thì có thể là chúng ta đề xuất là cái phương án và tinh thần là cũng phải là bám vào cái kết luận của Bộ Chính trị. Nhưng tôi cho rằng là cái phương án mà có khả thi nhất và để duy trì hoạt động đó là tái cơ cấu lại DQS như đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn và chỗ PVN. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo xử lý phương án đối với 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Tuy nhiên đến nay chưa đạt được mục tiêu đề ra. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng phương án xử lý đối với nhà máy đóng tàu Dung Quất hiện nay hết sức khó khăn, phức tạp vì tình hình tài chính mất cân đối và thị trường hoạt động tàu biển cũng hết sức khó khăn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án cụ thể để trình Bộ Chính trị xem xét quyết định. Cái phương án xây dựng sắp tới là theo cái hướng nào thì các bộ ngành cũng đã có ý kiến rồi. Thì tôi đề nghị là các đồng chí căn cứ vào cái chỉ đạo của Bộ Chính trị này với cái phương án là xử lý theo cái đề án báo cáo ông chí là 1468 và cái tình hình thực tế hiện nay để các ông chí đề xuất. Bởi vì là cái đề án 1468 nó báo cáo các ông chí thì lúc đó thì tiến hành cách đây là 5-7 năm rồi. Đấy. Và tình hình thì nó cũng thay đổi. Đấy. Qua cái quá trình hoạt động rồi các cái tồn tại vướng mắc hiện nay đặc biệt là liên quan tới tài sản thì nó cũng xuống cấp. Đấy. Thì các cái phương án báo cáo ông chí thì chưa thực hiện được, do đó là các ông chí phải có đánh giá để mà có đề xuất. Thì đối với cái phương án của các ông chí là chuyển đổi chủ sở hữu thì các ông chí cũng phải đánh giá nó cho nó kỹ. Như theo như là cái đề xuất của PVN hiện nay á, và Ủy ban lấy vốn là không thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là lỗ, đúng không? Lỗ thì không thể cổ phần. Mà chuyển đổi chủ sở hữu thì phải cho một cái người khác, cho một cái nhà đầu tư khác, mà nhà đầu tư khác hiện nay thì không quan tâm. Mà nó thật với các đồng chí đấy, cái tình hình tài chính thế này mà mình không rõ đó. Mình định giá nó không xong báo cáo ông chí thì chuyển đổi chủ sở hữu cũng khó. Đấy. Và khi chuyển đổi thì cũng chưa biết đó là nó mất mát bao nhiêu về cái khoản vốn mình đầu tư. Ví dụ như hiện nay là PVN nó đã đầu tư vào đây 5.000 tỷ rồi báo cáo ông chí thế. Chuyển đổi chủ sở hữu thì cũng không biết là nó thất thoát bao nhiêu, đúng không? Thì các cái phương án các ông chí chưa làm rõ. Đấy, do đó thì các ông chí đánh giá cái phương án này cũng rất là khó khăn. Nhưng mà ưu tiên đó báo cáo ông chí là của cái đề án 1468 là chọn phương án này. Đấy. Cái phương án thứ hai là phá sản thì tôi cũng đồng tình với các ông chí là không còn cách nào nữa thì chúng ta mới tiến hành cái phương án này. Bởi cái phương án này khi xử lý thì một là nó mất rất nhiều thời gian. Cái thứ hai là cái hệ lụy của nó báo cáo ông chí là cũng là các cái bên tham gia, các cái đối tác nó có liên quan đều bị thất thoát, bị mất hết. Và kinh nghiệm mà chúng ta thấy là khi trình nữa là cái đề án mà phá sản SBIC của báo cáo ông chí cũng không đơn giản, đúng không? 3-4 năm bàn lên bàn xuống. Mà hiện nay là tôi nghĩ là tổ chức thực hiện là nó cũng rất là khó khăn chứ không đơn giản. Bởi vì tiền lệ báo cáo ông chí là mình tổ chức phá sản được, thực hiện phá sản được bao nhiêu doanh nghiệp. Đấy. Do đó là phương án này là cái phương án chọn ưu tiên thứ hai. Nếu như báo cáo ông chí là chuyển đổi chủ sở không được theo đề án 1468 thì hôm nay là các ông chí nghiên cứu, thì các ông chí đề xuất thêm một cái phương án là tái cơ cấu. Thì tôi cũng đề nghị là các bộ ngành hôm nay thì họp thì cũng rất là quan tâm, mà đặc biệt là địa phương cũng rất là lưu ý cái đề án này. Thì tôi đề nghị đó các ông chí là xây dựng cái đề án, nếu mà các ông chí chọn cái phương án này thì các ông chí phải xây dựng cho nó thật là kỹ lưỡng, rõ ràng, đánh giá kỹ về tình hình thị trường này. Như anh Lam nói là cái đầu ra đó. Bởi vì báo cáo chỉ là mình tái cơ cấu có nghĩa là cho tồn tại. Đấy. Tiếp tục mình xây dựng cái phương án tồn tại thì sắp tới hoạt động ra sao? Thì khi mình xử lý những cái thiệt hại báo cáo ông chí thì nó phải tốt hơn, đúng không? Như hai cái phương án kia. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành phải có trách nhiệm hơn, phối hợp thật tốt với nhau để đưa ra đề án rõ ràng, cụ thể hướng xử lý nhà máy đóng tàu Dung Quất trong thời gian tới. Tiếp theo là bản tin nông thôn giàu đẹp số đầu tiên của năm 2023. Thưa quý vị, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, được triển khai trên phạm vi nông thôn cả nước. Tại Quảng Ngãi, sau hơn 10 năm thực hiện, chương trình đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo các vùng nông thôn. Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đang trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đang trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh hiện đại là mục tiêu tỉnh Quảng Ngãi đang hướng đến. Quảng Ngãi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có thêm huyện Mộ Đức và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể, 8 xã gồm Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì, huyện Ba Tơ, Trà Tân, Trà Giang, huyện Trà Bồng, Sơn Kỳ, Sơn Trung, huyện Sơn Hà và xã Bình An, huyện Bình Sơn. 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Bình Trung, Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Tịnh Minh, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Hành Tiến Đông, Hành Thịnh, Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, Đức Thành, Đức Minh, huyện Mộ Đức, Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi. 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Bình Dương và Bình Trị, huyện Bình Sơn. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong năm 2023 dự kiến là hơn 728 tỷ đồng. Năm 2023 này, Quảng Ngãi có 60% số hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó phấn đấu có từ 50% số hộ nông dân trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Toàn tỉnh hiện có trên 74.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp cơ sở trên 64.000 hộ, cấp huyện thành phố 9.800 hộ, cấp tỉnh 662 hộ, cấp trung ương 53 hộ. Điểm chung của hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là tinh thần sáng tạo, dám đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, chủ động nắm bắt cơ hội để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hộ nông dân đã thúc đẩy lan tỏa khí thế thi đua vượt khó, làm giàu của nhiều hộ viên, nông dân toàn tỉnh. Từ đó tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp, làm tiền đề phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với các cây trồng chủ lực, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đóng góp quan trọng trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có. Thưa quý vị, Quảng Ngãi đang phấn đấu xây dựng khu vực nông thôn giàu đẹp văn minh, trong đó nông dân chính là chủ thể, là nòng cốt quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phóng sự được thực hiện tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Người dân tự trồng chăm sóc hoa, cây xanh trước nhà mình, xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, vườn mẫu. Kết quả của phong trào xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh, vườn mẫu ở xã Nghĩa Hà hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Mỗi cùng người dân, chúng ta phải có ý thức là đường đẹp thì nhà đẹp, vườn hoa cây cảnh và tất cả đều là mình phải năng nổ làm cho nó đẹp, sạch trong cái khuôn viên cũng như là cái đường làng ngõ xóm đều là rất đẹp. Nên chúng ta muốn tiến lên xã hội, tiến lên nông thôn mới, rồi tiến lên nông thôn của người kiểu mẫu thì chúng ta phải cố gắng hết sức, chúng ta làm để cho mọi người đều thấy ở thôn mình, xã mình mỗi ngày mỗi tiếng lên. Nghĩa Hà đã phát động phong trào thi đua xây dựng vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được địa phương hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà lưới với hướng dẫn kỹ thuật canh tác sau hữu cơ. Đầu ra được hợp tác xã bao tiêu với giá cao và ổn định. Gia đình bà Hưởng đã đầu tư 5 nhà lưới canh tác sau hữu cơ quanh năm. Xây dựng nông thôn mới là mình xây dựng nhà lưới được 5 cửa, mình trồng rau an toàn, nó rất là hiệu quả và mình bảo cho các siêu thị với trường hạt thu nhập rất là cô với so với ở ngoài. Xã Nghĩa Hà hiện có hơn 5 km đường giao thông đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh và nhà sạch, ngõ đẹp, vườn mẫu. Xã có hơn 20 hộ tham gia sản xuất rau hữu cơ, hoa trong nhà lưới, nhà kính trên diện tích hơn 1 hectare. Địa phương tiếp tục hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân để nhân rộng các mô hình sản xuất hoa, rau xanh theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Hướng đến của địa phương là xây dựng làng hoa, làng rau chuyên canh kết hợp trồng cây ăn quả để phát triển du lịch cộng đồng. Người dân cũng đã rất là phấn khởi cùng đồng hành với xã để mà tham gia tích cực tất cả các nội dung mà ủy ban cũng đã triển khai, cụ thể như chúng ta thực hiện phát triển kinh tế, thì người dân cũng đã đồng hành cùng với địa phương để thực hiện xây dựng các mô hình. Và trên cơ sở chúng ta triển khai có cái tuyến đường hoa, có cái tuyến đường xanh sạch đẹp thì người dân cũng hết sức là hưởng ứng. Trên cơ sở người dân tự hiến đất để mở đường, mở rộng và chúng ta thực hiện xây dựng trồng các loại hoa, giống hoa, có các cây cảnh, cây xanh phục vụ cho cảnh quan môi trường của cái Hà Nội xanh sạch đẹp hơn. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Mục tiêu này đang được các cấp chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hà chung tay thực hiện, quyết tâm xây dựng quê hương thành những vùng quê đáng sống. Quý vị vừa theo dõi bản tin nông thôn giàu đẹp. Tiếp tục chương trình thời sự. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn phát động việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người hưởng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi triển khai việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn khẳng định việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt là chủ trương thiết thực để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chi trả kịp thời cho người hưởng trợ cấp xã hội. Huyện Bình Sơn có hơn 11.700 người đang hưởng trợ cấp xã hội, phần lớn là người già, sức yếu, ốm đau, nên việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt sẽ tiết kiệm thời gian đi lại và mang lại nhiều tiện lợi cho người thụ hưởng. Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm người được bảo trợ xã hội. Các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân 22 xã thị trấn của huyện phải thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt cho nhóm người hưởng chính sách kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc rà soát, cập nhật và làm sạch thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu của nhóm người này nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tạo thuận lợi nhất cho người được thụ hưởng. Phối hợp với các ngân hàng lắp đặt thêm các trụ ATM tại các xã thị trấn, tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt việc nhận trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Tại lễ phát động, Bưu điện huyện Bình Sơn đã trao tặng 80 suất quà cho 80 người được hưởng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà là cơ sở y tế miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được trao danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà đã thực hiện đúng quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc biệt là việc thực hiện gia kề da cho bà mẹ và trẻ sơ sinh liên tục ít nhất 90 phút sau sinh. 100% trẻ em sau sinh tại trung tâm được gia kề da với mẹ. Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đạt 100% đối với tất cả những ca sinh thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ sơ sinh cần được gia kề da với mẹ ít nhất 90 phút đầu sau sinh để ngăn ngừa nguy cơ hạ thân nhiệt và giảm nguy cơ tử vong. Trẻ được gia kề da sẽ tăng tỷ lệ bú mẹ sớm trong vòng 90 phút đầu sau sinh lên trên 3 lần và việc bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh giúp giảm 2 lần nguy cơ tử vong so với trẻ không được bú sớm. Sáng nay tại xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi, Vietcombank chi nhánh Dung Quất phối hợp cùng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phát động trồng cây Vietcombank vì một Việt Nam xanh. Các đại biểu đã trồng 200 cây xanh gồm bằng lăng, hồng lộc và me tại một số tuyến đường thuộc xã Tịnh Thiện của thành phố Quảng Ngãi. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, toàn hệ thống Vietcombank triển khai trồng 60.000 cây xanh trên khắp cả nước, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, cải thiện không khí, chống biến đổi khí hậu. Ngoài xã Tịnh Thiện, Vietcombank còn hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trồng 1.000 cây xanh các loại với tổng trị giá 250 triệu đồng. Chuyển sang tin tức trong nước, quý 1 năm nay lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định triển vọng vốn FDI vào Việt Nam vẫn rất tích cực. Sau 30 năm hoạt động tại Việt Nam, năm 2022, tập đoàn này đã đầu tư thêm một trung tâm ADB và vừa khánh thành nhà máy sản xuất thông minh tại Bắc Ninh với tổng kinh phí đầu tư 6 triệu đô la Mỹ. Việt Nam là điểm đến quan trọng của doanh nghiệp khi vừa kết nối được với nhiều quốc gia trong khu vực, vừa phát huy được thế mạnh thị trường trong nước. Chúng tôi đánh giá cao triển vọng thị trường Việt Nam nên đã quyết định đầu tư nhà máy tại đây. Sự hỗ trợ của chính phủ cũng như chính quyền địa phương đã giúp chúng tôi xây dựng nhà máy mới có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng cao. Không chỉ những nhà đầu tư hiện hữu, nhiều nhà đầu tư mới cũng đang rất quan tâm đến môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam bởi những triển vọng rất tích cực. Chúng tôi sẽ di dời các trung tâm sản xuất đến châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2025 và chúng tôi rất quan tâm đến Việt Nam với chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên công nghệ cao, sản xuất thông minh. Chúng ta hy vọng từ nay đến cuối năm cũng như là hy vọng sang năm sau, bởi vì các nhà đầu tư Mỹ hiện nay vừa rồi là có một cái phái đoàn các nhà đầu tư Mỹ và những cái doanh nghiệp rất là lớn, tức là những doanh nghiệp đa quốc gia, xuyên quốc gia họ đã vào Việt Nam, họ khảo sát cái tình hình ở Việt Nam, họ đối thoại với chính phủ Việt Nam, họ tìm hiểu về cái môi trường đầu tư Việt Nam và các chính sách đầu tư Việt Nam của môi trường. Quý 1 năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam có xu hướng giảm chỉ bằng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do số liệu của quý 1 được so sánh với nền cao của 3 tháng cuối năm 2022, khi Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Lego với tổng vốn đăng ký 1,32 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 41% tổng vốn đăng ký mới. Giá trị góp vốn mua cổ phần theo Cục Đầu tư nước ngoài giảm và vốn điều chỉnh chưa được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, số dự án đầu tư mới và số lượng dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy triển vọng tích cực của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thời gian tới. 6,5% là mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á. Theo đại diện ADB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ bị hạn chế do suy thoái kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt ở các nước phát triển và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tăng trưởng thông qua việc nới lỏng tiền tệ và khối lượng lớn đầu tư công kỳ vọng được giải ngân trong năm nay sẽ là các bước đột phá có thể tác động đến tăng trưởng của Việt Nam. Nếu Việt Nam có thể giải ngân thành công lượng vốn đầu tư công trị giá hơn 30 tỷ đô la Mỹ, nới lỏng chính sách tiền tệ, sự phục hồi của tiêu dùng và ngành du lịch với việc khách Trung Quốc quay trở lại, thì Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng tốt hơn rất nhiều trong quý 2 năm nay. Cũng theo ADB, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong khu vực Đông Nam Á điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng dần. ADB cho rằng, những sức ép nội tại về sự chậm lại của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cộng với các sức ép bên ngoài đã khiến cho Việt Nam phải thay đổi hướng điều hành. Và chúng tôi cho rằng là cái biện pháp của ngân hàng nhà nước vừa rồi là rất hợp lý, tức là nới lỏng một cách rất kịp thời và Việt Nam chuyển hướng như vậy là rất là nhanh chóng và phù hợp, và nó sẽ hỗ trợ cho việc tăng trưởng của trong, và đặc biệt là trong cái bối cảnh như hiện nay, sức ép như hiện nay. Là đối với chúng tôi chưa thấy cái gọi là rủi ro về hệ thống nó xuất hiện đối với ngân hàng Việt Nam. Dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức 4,5% trong năm nay và 4,2% trong năm tới. Về dài hạn, ADB khuyến nghị Việt Nam cần duy trì cải cách lĩnh vực tài chính để giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nguồn vốn ngân hàng và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vốn. Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao của tất cả nhà mạng. Bắt đầu từ hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là chấn chỉnh tình trạng SIM kích hoạt sẵn bán tràn lan trên thị trường, dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, khủng bố, đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội. Nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản. Đợt thanh tra sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thành lập các đoàn thanh tra, triển khai thanh tra đồng bộ trên cả nước đối với chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng SIM điện thoại với số lượng lớn có dấu hiệu bất thường. Từ ngày 15 tháng 5 tới, du khách trong nước và quốc tế tới khu phố cổ Hội An đều phải mua vé tham quan. Đây là thông tin đang làm nóng dư luận những ngày qua với nhiều ý kiến trái chiều. Theo phương án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An công bố, từ ngày 15 tháng 5 tới sẽ thực hiện kiểm soát việc bán vé tham quan khu vực 1 khu phố cổ Hội An với mức giá 80.000 đồng đối với du khách trong nước và 120.000 đồng đối với du khách nước ngoài. Thành phố cũng sẽ phân luồng lối đi riêng cho người dân địa phương và một luồng dành cho du khách tại các đường chính vào phố cổ. Phương án này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Không phải là tới ba lô mà phải là đa số 100% á, thì đều mua vé đầy đủ ban ngày để thăm các điểm tham quan và thú vị và cần thiết Hội An. Du khách đến đây mà thì là cũng có một phần ủng hộ là hợp lý á, em thấy hợp lý á. Bà con hay là con cháu mình đã sáng về tham đi 5 người là phải mua mấy trăm ngàn bạc vé rồi làm răng tới tham. Nếu mà khách không có nhu cầu tham quan thì nếu mà chúng ta đặt ra một cái mức giá vé như vậy, có khả năng người dân sẽ quay đầu, du khách sẽ quay đầu. Thực ra, việc bán vé tham quan vào khu phố cổ đã được chính quyền Hội An thực hiện từ nhiều năm trước và mức giá này cũng đã được áp dụng từ năm 2013. So với nhiều điểm di sản tương tự trong nước thì giá vé này thậm chí đang thấp hơn. Tuy nhiên, là một khu di sản mở với sự đan xen giữa cộng đồng dân cư, cơ sở kinh doanh và di tích thì việc kiểm soát vé tham quan không phải dễ và Hội An đối mặt với tình trạng thất thu từ nguồn vé tham quan. Ủy ban nhân thành phố Hội An làm như thế nào đó để nhân viên có những cái thái độ ứng xử mềm mỏng với bước tất tần tật mọi du khách. Theo chính quyền địa phương, với phương án tăng cường việc bán vé và kiểm soát tham quan nhằm tránh thất thu tiền vé tham quan, nguồn thu chủ lực phục vụ trùng tu di tích, đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa du lịch, chính quyền cũng sẽ có cách triển khai linh hoạt để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. Hoàn toàn không có cái chuyện là ngăn sông cấm chợ để mà tận thu. Chúng tôi chỉ kiểm soát đối với những hãng lữ hành, những cái đơn vị mà đưa khách đấy nhưng mà không cơ cáo vào cái vé. Chính quyền thành phố Hội An cũng sẽ họp với các công ty lữ hành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ dân trong khu phố cổ để tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý nhằm triển khai phương án thực hiện hài hòa, đảm bảo quyền lợi của người dân, du khách và điểm đến. Chương trình thời sự tối nay kết thúc tại đây. Quý vị có thể theo dõi chương trình và các thông tin cập nhật trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi và YouTube Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.